Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 11 năm 2023, Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức buổi thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo. Tại cuộc họp, phóng viên đã đặt vấn đề vụ ông Lưu Bình Nhưỡng vừa qua bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản có thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo hay không và những đánh giá của Ban Nội chính Trung ương về vụ án này. Trả lời câu hỏi này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nêu rõ, vụ án này đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình trực tiếp thụ lý giải quyết và chưa thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ông Nguyễn Văn Yên nhấn mạnh, các cơ quan chức năng đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền. Theo ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, thông qua sự việc này, cần thấy rõ, đối với ông Lưu Bình Nhưỡng là người được cho là có nhiều ý kiến thẳng thắn ở các diễn đàn khác nhau, thì những đóng góp tốt phải ghi nhận, nhưng những vi phạm cũng phải xử lý. Ông Nguyễn Văn Yên nhấn mạnh, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì cần tin có căn cứ. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ, pháp luật quy định rất chặt, nhất là pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự. Để quyết định khởi tố một vụ án, một bị can, đặc biệt áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam là cực kỳ nghiêm trọng. Bộ luật tố tụng hình sự quy định rất chặt chẽ, không một cơ quan nào có thể tự thực hiện một mình. Toàn bộ hoạt động của cơ quan điều tra được Viện Kiểm sát cung cấp kiểm sát trực tiếp, toàn diện và chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn quyết định khởi tố. Nếu khó khăn, vướng mắc còn phải xin hướng dẫn của các cơ quan tiến hành tố tụng. Những vấn đề khác còn được các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm xử lý, chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của nhà nước, tổ chức. Người dân chưa hiểu, còn băn khoăn, lo lắng và còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng hãy tin vào kết quả điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Ông Nguyễn Văn Yên cũng cho biết trong thời gian ngắn sẽ có nhiều thông tin hơn để hiểu nhiều chiều, đánh giá công tâm, khách quan, đúng bản chất sai phạm. Trước đó, ngày 15 tháng 11 năm 2023, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, quê quán xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hiện trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, thường gọi là Cường Quắc, có 3 tiền án, trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cũng vì hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng là vụ trưởng, phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Tới năm 2016, ông Nhưỡng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại tỉnh Bến Tre, giữ chức vụ ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội, nay là Ủy ban xã hội Quốc hội. Tới cuối tháng 9 năm 2018, ông Nhưỡng được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Dân nguyện. Ông Nhưỡng là một trong hai trường hợp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 có văn bản đề xuất Ban Tổ chức Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị xem xét cho tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 theo trường hợp đặc biệt hoặc diện chuyên gia do ông Nhưỡng đã quá tuổi. Tuy nhiên, ông Nhưỡng đã không được tái cử Quốc hội khóa 15 và vẫn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân nguyện tới nay. Theo quy định hiện hành, ông Nhưỡng sẽ nghỉ hưu trong tháng 11. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến vụ án này tại địa chỉ thanh niên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bật nút chuông và đón theo dõi.